Thưa quý vị, sáng nay, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Đà Nẵng, ngài Yakabe Yoshinori đến chào xã giao lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng nhân dịp kỳ công tác mới. Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Bình và giáo sư tiến sĩ Trần Văn Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam Nhật Bản thành phố Đà Nẵng tiếp đoàn. Chúc mừng ngài Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng nhân nhiệm kỳ công tác mới, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Bình tin tưởng thời gian đến, Đà Nẵng và Nhật Bản sẽ tiếp tục thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, đồng thời trao đổi đề xuất một số ý kiến với ngài Tổng lãnh sự để các hoạt động hợp tác tiếp tục phát huy hiệu quả. Tại buổi tiếp, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Đà Nẵng, ngài Yakabe Yoshinori đánh giá rất cao những thế mạnh phát triển hiện nay của thành phố, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ phối hợp của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng để tổ chức thành công các sự kiện ý nghĩa, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác không chỉ về kinh tế thương mại mà còn trên các lĩnh vực văn hóa, ngoại giao, nhân dân giữa hai bên.